Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh Bắp Ú. Như các bạn cũng biết, đại dương rất rộng lớn, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa khám phá hết. Và cũng có rất nhiều loài động vật dưới đáy đại dương mà chúng ta cũng chưa từng biết. Vậy nên, hôm nay các bạn hãy cùng với Bắp điểm qua top những loài sinh vật kỳ dị nhất dưới đáy đại dương nhé. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta là cá nóc hòm, hay còn được gọi là Coffinfish. Loài cá này là một sinh vật biển sống ở dưới đáy của hầu hết các biển trên thế giới. Chúng là loài cá nhỏ, có nọc độc, dài khoảng 10cm. Người ta dường như thấy cá nóc hòm đi bộ dưới đáy biển, chứ không phải là bơi. Tuy là loài cá nhỏ, nhưng cá nóc hòm có thể khiến cho kẻ thù khiếp sợ trước cách tự vệ độc đáo của mình. Giống như cá nóc hòm có thể nuốt vào bụng một lượng lớn nước và khiến cho cơ thể tăng kích thước một cách đột ngột, phồng lên nhanh chóng, khiến cho những loài vật khác hoảng sợ và không dám tấn công. 7. Mật quỷ. Dù gần như vô hại, nhưng loài mật quỷ hay mật ma cà rồng lại có hình dáng đáng sợ, khiến nhiều người sởn gai ốc khi nhìn thấy chúng lần đầu tiên. Mật quỷ chủ yếu sống ở độ sâu 1000m dưới đáy biển. Chúng có nhiều đặc điểm kỳ dị đến khó tin. Cụ thể, mật quỷ có khả năng ngụy trang bậc thầy để đánh lừa và lẩn trốn kẻ thù. Cơ thể của mật quỷ tiết ra nhiều chất phát sáng, cho phép chúng phát quang và chuyển biến màu sắc phù hợp, linh hoạt với môi trường xung quanh. Loài mật quỷ này có khả năng điều tiết chất tạo sáng để thu hút con mồi đến gần. 6. Bọ gấu nước. Dù chỉ có chiều dài khiêm tốn là 0,5mm, nhưng bọ gấu nước lại khiến nhiều người bất ngờ trước khả năng sinh tồn bất diệt của chúng trong mọi môi trường sống cực đoan. Chúng có thể tồn tại và phát triển mạnh ngay cả trong những nơi là khắc tinh của sự sống. Theo đó, sinh vật nhỏ bé này có thể sống tốt trong nhiệt độ lạnh từ âm 200 độ C hoặc nóng 150 độ C. Ngay cả trong môi trường đáng sợ như không gian, bọ gấu nước còn đẻ trứng và sinh trưởng khỏe mạnh. Hầu hết các sinh vật sẽ ngưng trao đổi chất khi bị ép ở áp suất 30 MPa. Dù rằng vi khuẩn có sức sống mãnh liệt nhưng cũng không chịu được mức vượt ngoài 300 MPa. Tuy nhiên, bọ gấu nước vẫn có thể tồn tại, chịu được mức áp suất lên tới 600 MPa. Bên cạnh đó, những áp lực từ bức xạ mặt trời, tia cực tím, bức xạ hạt nhân cũng không thể cản trở sự sống bất tử của sinh vật này. Thậm chí, bọ gấu nước còn thể tồn tại bình thường dù không có thức ăn hay nước uống trong vòng 30 năm. 5. Cá vô diện. Loài cá này thuộc họ cá moray, với tên khoa học là Tylonus nasus. Chúng được các nhà nghiên cứu Australia tìm thấy trong cuộc khai khóa ở bờ biển phía đông của nước này vào tháng 5 năm 2007. Điều khiến nhiều người bất ngờ là loài cá này có hình thù kỳ dị, không có mặt dù có mũi và miệng. Do đó, nhiều người gọi chúng là vô diện hay cá không mặt. Điều kỳ lạ là ngay cả mắt và miệng của chúng cũng ở sâu bên dưới, rất khó nhận ra. Cá vô diện thường sống ở độ sâu 4000m dưới đáy biển. 4. Cá Viperfish. Loài cá Viperfish hay còn gọi là cá gắn lục là loài cá được tìm thấy ở độ sâu 4500m. Sinh vật này khiến nhiều người sợ hãi với đôi mắt trong suốt, hàm răng dài sắc nhọn và khuôn mặt dữ tợn. Chúng được xem là một trong những sinh vật đáng sợ nhất dưới đáy đại dương. Cá rắn lục có chiếc bụng phát sáng nhấp nháy thu hút sự tò mò của con mồi. Chúng được coi là loài sinh vật săn mồi hung tợn với những chiếc răng dài có nọc độc, sắc nhọn và cái miệng to đáng sợ. 3. Cá mập Rotlin. Cá mập Rotlin hay còn được gọi là cá mập yêu tinh. Chúng được xem là quái vật thời tiền sử, thành viên còn sót lại duy nhất của họ Mitsukurinidae, có niên đại hơn 125 triệu năm, là loài cá mập sống ở biển sâu. Rotlin có dáng vẻ cực kỳ xấu xí, đáng sợ với chiếc mũi dài ngoằng giống như mỏ chim. Hơn nữa, cá mập yêu tinh còn có toàn thân màu hồng và bộ hàm sắc nhọn đáng sợ với khả năng nghiền nát thức ăn. Loài cá này có thể khiến nhiều người sợ hãi ngay từ lần đầu trông thấy. 2. Chimera, cá mập ma. Cá mập ma là loài cá mù rất hiếm gặp, có họ hàng với cá mập, cá đuối. Loài cá bí ẩn này có thể phát triển dài gần 2m. Chimera sinh sống hầu hết ở tất cả các đại dương, ngoại trừ khu vực Nam Cực, sở hữu hình dáng kỳ lạ, khác thường đầy bí ẩn, với những chiếc vây hình cánh, phần đầu và mặt chứa nhiều tế bào giác quan, giúp cá mập ma có thể dễ dàng cảm nhận chuyển động trong nước và định vị xác định vị trí của con mồi nhờ cảm biến đặc biệt trên mũi. Sinh vật này thường bò sát dưới đáy biển và di chuyển bằng cách đập vây như vỗ cánh. Do đó, các nhà khoa học rất hiếm khi gặp được cá mập ma, dù đã nghe danh về chúng từ rất lâu. Chúng sống ở tầng rất sâu của đại dương, ước chừng khoảng 380 đến 2600 mét dưới đáy biển. Ngoài ra, cá mập ma được thậm chí
còn sở hữu cơ quan sinh dục đặc biệt, có thể co rút lại trên trán. Không giống với họ hàng đáng sợ của chúng, cá mập ma thường ăn sâu bọ, nhuyễn thể. Đối với các nhà nghiên cứu, cá mập ma vẫn còn là quái vật biển bí ẩn và rất hiếm gặp. Và cuối cùng trong danh sách của chúng ta là quái vật dưa chuột biển. Dưa chuột biển là loài sinh vật bí ẩn được phát hiện vào năm 2007. Chúng có làn da mờ đục, ảo diệu, đến nỗi các cơ quan nội tạng bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài. Bạn có thể quan sát toàn bộ quá trình tiêu hóa cũng như các chuyển động bên trong cơ thể của loài dưa chuột biển vì dáng vẻ và cấu tạo khác thường của chúng. Loài sinh vật này sống ở độ sâu 2.500m ở dưới đáy biển Celeb, nằm giữa vùng Philippines và Indonesia. Một số loài dưa chuột biển, hay còn gọi là hải sâm, thậm chí còn chứa nọc độc chết người. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip của Bắp. Nếu các bạn thấy thích, các bạn hãy like và subscribe kênh của Bắp để ủng hộ Bắp nha. Còn bây giờ thì bye bye.